Chừng nào khủng hoảng Việt Nam trở nên toàn diện, bài viết của Trương Nhân Tuấn. Nhà nước Cộng sản Việt Nam cạn kiệt ngân sách. Điều này ai cũng thấy, thông lệ Việt Nam là ngân sách dành cho các bộ ngành, nhất là công an và quân đội, vốn thuộc về bí mật nhà nước. Con số công bố bề ngoài thấy vậy mà không phải vậy. Một số các bộ như quốc phòng, công an, ngoài ngân sách cố định của nhà nước trên 20% GDP, con số bộ máy kinh tài riêng hoạt động song song với các xí nghiệp, tập đoàn, quốc doanh nhằm gây quỹ riêng cho các bộ. Vụ sân góp ở sân bay Tân Sơn Nhất hay các đại xí nghiệp như Viettel vốn là các cơ quan kinh tài của quân đội. Sân góp Tân Sơn Nhất thuộc tài sản quỹ đất riêng của quân đội trên địa bàn cả nước. Quỹ đất của quân đội cực kỳ lớn, hầu hết các vị trí đặc địa hoặc các khu vực đất vàng, đây là di sản từ thời kỳ quân quản sau năm 1975. Phe công an kinh doanh cũng không kém, bộ máy này chia ra thành nhiều cục, hoạt động độc lập với nhau. Các lĩnh vực ăn chơi, du lịch, khách sạn, phòng trà, đĩ điếm thuộc độc quyền của công an. Vụ cờ bạc trên mạng thực ra cũng là một hình thức kinh tài gây quỹ cho bộ. Vụ này lý ra không bị khui nếu không có vụ tiền lời chạy vào túi cá nhân nhiều hơn vào quỹ. Các hoạt động kinh tài của Bộ Công an cũng là di sản từ thời đổi mới từ năm 1985 về sau. Vì vậy, họ chi thu ngân sách ra sao, họ mua cái gì, bằng nguồn tiền nào, không ai biết. Các tướng lãnh đạo cấp cao, ngoài lương còn có bổng đến từ các quỹ riêng. Sau khi gia nhập WTO cũng như sau khi ký kết được các kết ước về kinh tế song phương hay đa phương, Việt Nam bị sức ép ngày một nặng của các chủ nợ như Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế và của các nền kinh tế thị trường. Các định chế quốc tế cũng như quốc gia này buộc Việt Nam phải tuân thủ luật chơi của kinh tế thị trường. Vì vậy, một số xí nghiệp quốc doanh được giải tư. Tình trạng này cũng tương tự cho các xí nghiệp thuộc quyền quản trị của quân đội và công an. Và vài năm gần đây, một con số thu về dầu khí của Việt Nam giảm sút. Một mặt do giá dầu thế giới giảm, mặt khác do các mỏ lớn đã đi vào giai đoạn cạn kiệt. Lại thêm chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Hệ quả là bên nào thắng thì Việt Nam cũng là nạn nhân. Vì vậy, nhà nước Cộng sản Việt Nam phải tính chuyện giữ đảng từ xa bằng phương cách cổ điển tăng thu giảm chi. Hệ quả ta thấy thuế và phí tăng đột phát, già thành năng lượng của Việt Nam cao nhất thế giới. Tính trên mức trung bình thu đầu người, sau đó thắt lưng buộc bụng, ngân sách dành cho các bộ sụt giảm, việc này đưa tới việc tinh giảm nhân sự ở các bộ. Nổi cộm là việc tinh gọn Bộ Công an. Theo một thống kê gần đây, nhân sự bộ này gồm khoảng 600.000 người, chiếm 12% ngân sách nhà nước. Ta chưa biết được sau khi tinh gọn bộ máy công an sẽ còn được bao nhiêu người. Ta cũng thấy các kế hoạch thí điểm nhằm sáp nhập hai bộ máy đảng và nhà nước lại với nhau làm một ở một số huyện, tỉnh. Nhưng việc chạy đua với thời gian xem chừng Đảng Cộng sản Việt Nam không đủ sức. Hôm tuần rồi, cụ Tổng rầu rĩ nói ở Đại hội Ngoại giao Việt Nam rằng thế giới có nhiều biến chuyển không lường trước được. Thật vậy, cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc kết quả phần nhiều nghiêng về Mỹ. Nhiều người tiên đoán lạc quan rằng do chiến tranh thương mại, các xí nghiệp nước ngoài đầu tư vào Trung Quốc như Đài Loan, Nam Hàn, các nước châu Âu và Mỹ sẽ rút máy móc khỏi Trung Quốc để chuyển qua Việt Nam. Suy luận này hoàn toàn không có căn cứ. Việt Nam là một mô hình của Trung Quốc thu nhỏ. Trung Quốc ăn gian với các nền kinh tế thị trường ra sao, thì Việt Nam cũng ăn gian bằng một cách như vậy. Với tỷ lệ cao hơn, Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt vì ăn gian, thì Việt Nam trước sau gì cũng bị trừng phạt. Người ta hy vọng rằng Việt Nam không đáng kể, Mỹ có thể bỏ qua. Tài phiệt quốc tế họ không mù quáng rút từ Trung Quốc sang Việt Nam để bị lãnh búa lần thứ hai. Và mặt khác là đe dọa khủng hoảng tiền tệ, đưa đến khủng hoảng toàn diện.
đã và đang xảy ra ở Thổ. Các nước đang phát triển, khu vực Đông Nam Á gồm cả Việt Nam đều bị đe dọa. Vì vậy, nhà nước Cộng sản Việt Nam cấp tốc thắt lưng. Các việc như nhà nước không xuất ngân khoản cho truyền thông để mua tác quyền truyền hình đá banh ở các giải quốc tế hoặc cho đại học tự lo là các dấu hiệu khẩn cấp về bệnh trạng ngân sách quốc gia. Vụ ông Vũ Đức Đam mới đây nói về tự trị đại học, nếu ta xem kỹ thì không hề có vấn đề tự trị ở các việc soạn thảo chương trình giảng dạy hay các việc tuyển sinh. Tự trị ở đây có nghĩa là từ nay đại học tự thu học phí, nhà nước không cấp ngân sách nữa. Nhưng vấn đề là các tổ chức đảng vẫn không giải tán ở nội bộ các trường đại học. Các vụ xử án gần đây, các nhà hoạt động nhân quyền bị các bản án nặng nề. Thực chất, nhà nước Cộng sản Việt Nam muốn xử thật nặng để cảnh cáo. Bởi vì trong tương lai rất gần, Việt Nam có thể sẽ bị nhiều khủng hoảng cùng một lúc về kinh tài do việc lây lan từ Thổ. Ngoài ra, kinh tế Việt Nam lệ thuộc rất lớn vào xuất khẩu, mà việc này tùy thuộc phần lớn vào các xí nghiệp nước ngoài. Khủng hoảng gây ra từ cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sắp tới có thể sẽ gia tăng cường độ. Các xí nghiệp Trung Quốc có thể di tản sang Việt Nam để tránh nạn. Lúc đó, Việt Nam lọt vào tầm nhắm của Mỹ. Một số các bài viết cấp lãnh đạo Việt Nam đã công bố nội dung so sánh Mỹ và Liên Xô trước khi sụp đổ. Các tác giả này tiên đoán Mỹ sẽ đi vào vết xe đổ của Liên Xô. Dĩ nhiên, các bài viết đại loại như vậy chỉ nhằm lên tinh thần các đảng viên trong tình trạng hoảng loạn. Việc này cho thấy trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện hữu một số không nhỏ thân Trung Quốc và Nga xem Mỹ là kẻ thù chiến lược. Vấn đề là Liên Xô sụp đổ vì chạy đua quốc phòng, trong khi Mỹ gia tăng ngân sách quốc phòng là để thúc đẩy kỹ nghệ chiến tranh của Mỹ. Tài phiệt Mỹ có nhiều phe như phe quốc phòng, phe tinh học. Mỗi lúc thấy cần thiết thì chính sách nhà nước sẽ nghiêng về một phe để củng cố thế lực và giữ quân bình cho các phía. Mục đích là để thúc đẩy phát triển kinh tế. Dầu thế nào, ta cũng phải thấy rằng sắp tới Việt Nam có thể sẽ lâm vào nhiều cuộc khủng hoảng đến đồng loạt. Như khủng hoảng tài chính, khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng do đe dọa nợ quốc dân. Các khủng hoảng này đưa tới Việt Nam vỡ nợ, nhưng việc này không hề làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam sụp đổ. Ngoại trừ phe chống đối ở Việt Nam có chuẩn bị thấy được thời cơ trước mắt.